đời con nguyện giao trong tay của Ngài với trọn tấm lòng. Ôi Giêsu, Ngài giữ đời con trong tay nắm quyền, con là của Ngài đến muôn đời. Con cậy tin vào Ngài, Giêsu ơi, đời con thuộc Ngài. Ngài là ý nghĩa cho đời con, là lý do con ca ngợi trọn cả cuộc đời. Nguyện đi cùng Cha qua muôn nẻo đường, dẫu vui hay buồn, con luôn tin Ngài và con sẽ sống theo đường lối Ngài, nương lời hứa Ngài đến muôn đời. Ngày hôm nay, buổi sáng này, trong đội 8 thì bài học chúng ta tiếp tục trong sách mà để chúng ta có sự chuẩn bị để đọc Kinh Thánh. Lời của Chúa ban cho chúng ta đó là con trai, con gái của Chúa, là những người tin Chúa. Chúng ta đều có quyển sách, đó là Ngài ban cho chúng ta thức ăn thuộc linh để đời sống của chúng ta được lớn lên trong đức tin mỗi ngày và mỗi thời kỳ, và nhất là thời kỳ cuối cùng này. Đó là quyển sách đầy những sự bổ ích cho đời sống của chúng ta hàng ngày để bước đi theo Chúa. Đó là Kinh Thánh, lời của Chúa ban cho để ảnh hưởng những người chung quanh nữa, bạn bè nữa, để mà được học hỏi, được sự chia sẻ cho những người khác nữa. Làm sao để đời sống mình được tăng trưởng, để cái sự hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tham gia trong cái chương trình này, nhất là trường Chủ Nhật, để mà chia sẻ Kinh Thánh, lời của Chúa cho những bạn bè và hàng xóm, và là những người mà biết về Chúa Jesus Christ, biết về thức ăn. Đó là lời của Chúa rất là mới mẻ, đó là tân tín hữu. Làm sao để mình cung cấp được những thức ăn mới lạ này? Đó là mỗi người chúng ta đều cần có quyển Kinh Thánh cho riêng mình. Chúng ta cần, mà tôi thiết nghĩ là ai cũng đã có rồi, cuốn Kinh Thánh riêng cho mình, đó là lời của Chúa. Dù là anh chị em dân tộc nào, ngôn ngữ nào, thì thời kỳ này Chúa đã thông dịch cho mỗi người chúng ta. Dân tộc thiểu số cũng được Chúa ban cho có quyển Kinh Thánh riêng. Và mỗi người chúng ta là sẽ làm sao để mà nhận biết được những cái ngôn ngữ mà Ngài ban cho chúng ta trong Kinh Thánh này rất là khó hiểu. Kinh Thánh, nếu mà cầm cuốn Kinh Thánh của cái ngôn ngữ khác thì chúng ta không thể nhận được, nhưng mà ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình thì chúng ta sẽ thấy được những cái khải tượng của Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta. Đó là làm sao để sống trong Chúa, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đời sống của mình gọi là đời sống đời đời ở trên thiên đàng. Chúa biết trong cái thời kỳ này Chúa dạy dỗ chúng ta để làm sao chúng ta sẽ thực hành trong Đức Thánh Linh dẫn dắt cho mình. Không phải cố gắng lắm, không phải phải tìm, phải đi học ở một cái nơi nào trường lớn, trường to để mà chúng ta được biết. Nhưng mà đây đó là sự đơn giản mà Ngài ban cho, đó là cầm được cái quyển Kinh Thánh mà Ngài ban cho riêng cho chính mình, cho cái ngôn ngữ, cho cái dân tộc của mình, để làm sao đời sống của mình được giải nghĩa cái sự khó khăn mà chúng ta không có kinh nghiệm để học. Thì Kinh Thánh chúng ta càng đọc thì chúng ta sẽ càng hiểu, chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ nghiên cứu, chúng ta suy gẫm thì chúng ta sẽ thấy sự sâu nhiệm của Chúa. Thì Ngài sẽ mở mắt cho chúng ta thấy, và chúng ta thấy chúng ta sẽ biết và nhớ trong cái tâm trí. Trong cái quyển Kinh Thánh này có hai phần để ban cho chúng ta nhận biết, đó là lời của Chúa mà chúng ta càng đọc thì chúng ta sẽ thấy, và tâm trí của mình sẽ được mở mang, sẽ có sự khôn ngoan từ Chúa ban cho để nhận biết cái đôi mắt thuộc linh của mình, để có kinh nghiệm về những cái thứ mà những người mà không có nói là tin Chúa nhưng mà không có quyển Kinh Thánh, hoặc là có quyển Kinh Thánh mà để trong tủ, để trên bàn, để trong bóp nhưng mà không có đọc, không có học, không có suy gẫm, thì người đó cũng vẫn ở trong sự mù lòa, không có thấy được những cái gì mà Ngài ban cho để nhìn thấy, để sống có sự kinh nghiệm, có sự mới mẻ trong cuộc đời, sự mà mở mắt ra để mà nhìn thấy những gì mà Chúa bày tỏ, để thấy được lời của Chúa. Đó là thức ăn ban cho đời sống thuộc linh của mình được trong sáng hơn, được rõ ràng hơn, để làm sao để đời sống của mình được Chúa ban phước. Đó là cái ban phước mà Chúa ban cho, đó là sự bình an thật mỗi ngày, để làm sao để tiếp tục nấu nướng, tiếp tục mà Chúa giao cho cái trách nhiệm, đó là lời của Ngài ban cho mỗi người chúng ta biết cách sử dụng, biết cách học hỏi và đến trong đời sống của mình để chia sẻ cho những người khác. Đó là lời của Chúa để chúng ta có cái sự suy gẫm và học hỏi, để thấy được cái ánh sáng, sự mầu nhiệm mà Chúa ban cho lẽ thật. Đó là ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, Chúa nói những người mà không tin phúc âm của Đức Christ thì bị Sa-tan làm cho đuôi mù, cho nên không thể nhìn thấy sự sáng đến từ lời của Đức Chúa Trời. Cũng như ở trong Ma-thi-ơ 13 câu 14 16 và cũng như Ê-sai đoạn 44 18 nói rằng những người chối bỏ, từ chối Đức Chúa Trời thì không biết và cũng không suy xét, vì mắt họ đã nhắm lại để không thấy, lòng họ bị đóng lại để không hiểu biết. Những người mà biết Chúa nhưng mà không từ chối Chúa, đó là từ chối lời của Chúa trong Kinh Thánh. Tin Chúa, hầu việc Chúa, đi nhà thờ nhưng mà không có lời của Chúa, đó là sự từ chối Chúa, từ chối lời của Chúa, từ chối sự học hỏi lời của Chúa cho đời sống cá nhân của mình. Thì Chúa sẽ không sử dụng người đó, dù là người đó bề ngoài sống sinh hoạt như thế nào, nhưng sống trong xác thịt, trong sự trong cá nhân của mình, thì người đó sẽ dù như thế nào cũng, cái phước của người đó sẽ không được thấy mặt Đức Chúa Trời. Thấy mặt Đức Chúa Trời đó là thấy lời của Chúa, đời sống áp dụng lời của Chúa trong đời sống của chính mình và làm theo, thì người đó mới được phước. Vì Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, Chúa nói phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở đâu? Không phải mình lìa cõi đời này, mình lên thiên đàng mới thấy Đức Chúa Trời. Vì tình yêu thương của Ngài ban cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu Christ. Mà Chúa Giêsu Christ bây giờ ở đâu? Chúa Giêsu Christ đã chết bởi tội lỗi của mình, Ngài đã hy sinh và Ngài đã sống lại rồi, và Ngài đã lên về trời rồi. Thì làm sao chúng ta thấy được Chúa Giêsu Christ? Nhưng mà Kinh Thánh là lời của Chúa, là lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy, để chúng ta có một đời sống mới, đời sống thánh khiết, đời sống nhận biết được ý muốn của Chúa và làm theo ý muốn của Ngài thì tấm lòng của chúng ta sẽ được trong sạch, thì thức ăn mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày thì sẽ được ngon, được sạch, được vệ sinh và được theo ý muốn của Chúa, thì sẽ thấy được lời của Ngài. Dù là cầm cuốn Kinh Thánh, dù là có Kinh Thánh bao nhiêu, dù có giảng, có nói bao nhiêu, nhưng mà cái tấm lòng không được trong sạch thì cũng sẽ không thấy rõ được lời của Đức Chúa Trời. Dù nói được lời của Đức Chúa Trời nhưng mà không có được phước. Đó là Sa-tan nó cũng tin Chúa, nhưng mà nó cũng dùng lời của Chúa. Hiện bây giờ có nhiều giáo sư giả nói về Chúa Giêsu Christ và nói về Kinh Thánh, nhưng mà cái kết quả của những người mà không có lòng trong sạch thì không có áp dụng, không có thấy được lời của Chúa thì vẫn sống trong sạch thịt. Người nào làm tốt thì cứ tốt mãi, mà người nào làm xấu thì xấu mãi. Nhưng mà Chúa bảo hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm Chúa, đó là trong lời của chính mình Ngài và áp dụng trong đời sống của chính mình. Tình yêu thương của Chúa ban cho đó là yêu thương Chúa và yêu thương người lân cận như chính mình. Cũng như trong câu 9, tiếp tục trong câu 9 Matthew đoạn 5 câu 8 và câu 9, Chúa nói phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Ở trong này Chúa nói phước cho những người sống trong sự hòa thuận, thì tất cả những người hòa thuận sẽ được là con của Đức Chúa Trời. Ở trong bài học này Chúa bảo rằng mọi người chúng ta là phải có một đời sống mới, đời sống trong sạch, làm sao để chúng ta nhận và thấy được Đức Chúa Trời. Thấy được Đức Chúa Trời đó là thấy lời của Ngài, sống trong lời của Ngài, để tâm trí của mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, để được Đức Thánh Linh của Ngài khiến và lời của Ngài rõ ràng cho mỗi chúng ta, trong mục đích mà Kinh Thánh dạy bảo chúng ta có một cái nhìn về thuộc linh, để mỗi người chúng ta sẽ nhận biết lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho, để mỗi người chúng ta được quyết định chúng ta phải làm cái gì, hành động của chúng ta trong mỗi ngày, trong đời sống của mỗi chúng ta. Đó là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16, Chúa nói nếu mà chúng ta để Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta rõ ràng hơn thì Ngài sẽ vô giúp chúng ta sẽ làm những gì trong cái chương trình của Đức Chúa Trời về sự thuộc linh và biết lẽ thật nhiều hơn nữa. Đó là chúng ta biết được ý muốn của Chúa. Cũng như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 13 và 16, Chúa cũng có nói làm sao để mỗi người chúng ta nhận biết được chương trình tốt đẹp của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài ban cho, để không còn sống ở trong xác thịt, không còn sống trong đời sống cũ của mình. Đó là lời của chính mình Ngài bày tỏ cho chúng ta, để chúng ta làm sao để không còn như không có còn trễ nải, không có bị người ta khinh khi, người ta dụ dỗ để làm những điều theo ngoài Kinh Thánh, ý muốn của Chúa. Đó là làm sao để chúng ta biết được một cây viết đó là làm sao để chú ý những cái gì mà chúng ta học trong bài học này, để tìm kiếm cái sự chuẩn bị. Thì chúng ta không thể nhớ hết những cái sự mà chúng ta chuẩn bị quan trọng trong lời của Chúa, sẽ giúp cho mỗi người chúng ta để thấy rõ một cách khác nhau những gì mà Ngài ban cho, để mỗi người chúng ta nhận biết, để mà ghi chú, học hỏi lời Chúa, đọc và học hỏi lời Chúa. Suy gẫm là phải có một cái viết để viết ra để thấy được những cái gì mà Ngài ban cho chúng ta nhận biết, để chúng ta ghi chú ra từng câu Kinh Thánh, để giúp mọi người chúng ta dễ dàng đọc và so sánh. Mỗi người chúng ta sẽ làm sao để khi bất cứ câu hỏi nào và cái ý tưởng nào mà trong khi tìm kiếm lời của Chúa trong Kinh Thánh, thì tâm trí khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta phải ghi vào cuốn sổ để ghi nhớ, để bắt đầu Kinh Thánh trở nên tốt và trả lời cho mỗi chúng ta những gì chúng ta không biết, những gì chúng ta thắc mắc. Thì sự ghi chú này, sự viết ra này thì chính mình sẽ nhận biết. Nhận biết rồi mình sẽ quên, nhưng mà phải ghi vào một cuốn sổ và một cái viết để mà viết ra lời của Chúa, để con mắt và tâm trí cái vật lý của mình, đó là sự mà Chúa ban cho sự học hỏi và nghiên cứu, để chúng ta nhớ những gì mà chúng ta không thể quên, đó là lời của chính mình. Ngài ban cho mỗi chúng ta để có sự sử dụng cái quyển Kinh Thánh trong lời của Ngài, trong đức tin, để mà phù hợp cái sự khó hiểu, cái sự mà mình không có kinh nghiệm, có sự thiếu sót, không hiểu ý muốn của Chúa, để đời sống của mình làm sao để tiếp tục trong cái hành trình còn lại. Cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh ban cho mỗi người chúng ta để biết lẽ thật, thì Ngài sẽ vui giúp chúng ta trong đức tin, trong sự kêu cầu Chúa giúp đỡ, trong cái sự lo lắng của mình, để lời của Ngài sẽ yểm trợ cho mình trong cái sự mà dẫn dắt, sự hiểu biết của mình, trong cái sự hành động, cái phương cách để mà nhận biết lời của Chúa trong cái sự học hỏi này. Và trong lời của Chúa, trong cái quyển sách mà chúng ta tìm kiếm học hỏi này, thì có những cái câu kinh ta, có những cái khải tượng, có những cái mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi con người. Đó là Kinh Thánh bày tỏ tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta. Và Kinh Thánh sẽ là đôi mắt của mỗi người chúng ta, đó là một cây viết để chúng ta viết ra những gì mà chúng ta thấy được, cái sự mà ban cho, để chúng ta nhận biết lẽ thật mà Ngài ban cho. Để những gì mà chúng ta nhận biết rồi, thì đó là ánh sáng mà chúng ta nhìn được lời của Chúa trong Kinh Thánh. Và mục đích của chúng ta là làm sao để mà ghi chú lại những cái gì mà chúng ta không hiểu, không nhớ, không biết, thì chúng ta ghi lúc đó, dù chúng ta không hiểu, không biết, khó hiểu, nhưng mà rồi chúng ta sẽ đọc lại những cái ghi chú đó, chúng ta sẽ được sự dạy dỗ mới nữa. Đó là thứ hai nữa, đó là các luật và giải nghĩa căn bản, để chúng ta hiểu biết hiểu biết được cái sự mà giải nghĩa này trong lời của Chúa. Đó là sự giải nghĩa làm sao để chúng ta bắt đầu được học hỏi lời của Chúa mỗi ngày, để là lời của Chúa ban cho chúng ta trong cái bài học này, trong 5 bài mà chúng ta phải học, có khoảng 20 và 25 câu mỗi ngày. Làm sao chúng ta nhớ hết, chúng ta đọc hết, nhưng mà chúng ta phải có sự ghi chú vậy. Lời của Chúa ban cho mỗi người chúng ta để nhận biết, để mà giải nghĩa cho chúng ta biết, và chúng ta nhận biết, chúng ta cũng giải nghĩa cho người khác để biết. Đó là trong Roma đoạn 8 câu 26-27. Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu nguyện thay cho chúng ta. Đứng mà dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, cầu thay cho mỗi tín đồ. Đó là lời của Chúa ban cho sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh trong cái sự yếu đuối, trong cái sự thiếu sự khôn ngoan, không có nhận biết, thì Đức Thánh Linh sẽ ban cho sự cầu thay cho chúng ta những gì mà chúng ta không thể nói ra bằng lời. Đó là sự cầu nguyện, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ban cho mỗi người chúng ta. Làm sao Đức Thánh Linh cư trú, Đức Thánh Linh giúp đỡ để mà ban cho chúng ta thoát ra những cái nghẹt ngòi mà chúng ta không có thể làm được, chúng ta không có thể nói được. Nhưng mà Ngài sẽ bù giúp đời sống của chúng ta, để làm sao trong Giăng đoạn 14 câu 15 17 nói Đức Thánh Linh cầu thay khi chúng ta không biết cách làm sao để mà cầu nguyện. Đức Thánh Linh cầu thay cho sự của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi đâu. Phân đoạn này có nghĩa là chúng ta có một đấng giúp đỡ vĩ đại. Ngài không chỉ nài xin Đức Chúa Trời cho chúng ta, nhưng cũng cầu xin cho những điều theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể biết được mục đích chính của tác giả này, nhưng mà mỗi người đều được khích lệ trong đức tin của mỗi người chúng ta, và sẵn sàng và làm theo ý muốn của Chúa. Bởi Đức Thánh Linh sẽ làm tươi mới tâm trí của chúng ta, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. và làm theo lời của Ngài ban cho đời sống của chúng ta trong cái sự mà nhận biết lời của Ngài, trong Đức Thánh Linh ban cho để mà chúng ta nhận biết từ câu 1 tới câu 25. Nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu trong văn 14 này thì chúng ta sẽ nhận thấy lời của Ngài sẽ ban cho chúng ta nhận biết trong cái sự hy vọng để mà tương lai của chúng ta tiếp tục trên đời sống này tốt hơn, để có khả năng trong cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, trong sự cầu nguyện và ở trong Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của chính Ngài ở trong mỗi chúng ta, từ câu 14 cho tới câu 17 trong cái đoạn này cũng như 18. Thì chúng ta sống trong sự hy vọng chứ không phải sự cố gắng lắm. Đó là Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, ngưỡng cảnh sẽ sáng tỏ để nhìn thấy rõ được hội thánh của chúng ta, làm sao để hội thánh của chúng ta được Ngài ban cho cái sự cứu rỗi trong đức tin và những điều mà nhìn thấy rõ ràng, thực tế hơn. Và nhấn mạnh ở trong câu 26-27 về sự chiến thắng của mỗi chúng ta trong Đức Thánh Linh. Đó là minh chứng mục đích của mỗi người chúng ta. Phaolô viết ra sự cứu rỗi và sự vinh hiển của Ngài trong tương lai trên thiên đàng mà mỗi người chúng ta đều nhận biết. Đó là ở trong Roma nhất đoạn 7. Chúa nói là luật giải nghĩa, mà thứ hai nữa là giải thích làm sao để Kinh Thánh là điều quan trọng. Tất cả những hoàn cảnh chung quanh của chúng ta trong sự dạy dỗ để chúng ta không sai lạc, không đi lạc đường, để thỉnh thoảng mỗi người chúng ta sẽ tuyên bố lời của Đức Chúa Trời. Đó là không có đi sai. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13, Chúa nói là hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho những gì mình mơ ước, những gì mình cần thì Chúa sẽ ban cho. Đây là lời hứa của Ngài để đời sống của chúng ta sống có sự hiệp hòa với nhau, có sự yểm trợ, có sự vui giúp của Ngài để chúng ta làm thành trách nhiệm mà Ngài ban cho. Đó là chúng ta sẽ chấp nhận những gì mà Ngài ban cho. Đó là sự hòa thuận. Sự hòa thuận là những người có phước, là những người hòa thuận, được gọi là con của Đức Chúa Trời. Để làm sao chúng ta được hiểu biết Kinh Thánh và giúp đỡ những người khác, đó là điều mà chúng ta hiểu biết ý muốn của Chúa. Khi tìm kiếm Chúa trong lời của Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta nhận được cái sự mà suy gẫm lời của Ngài tiếp tục nữa, từng câu từng đoạn, những nơi mà Chúa muốn bảo chúng ta, gọi là lời Rema, để mà cho chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa, để làm sao mà chúng ta sống trong đời sống của mình những cái gì mà xảy ra trong chung quanh của chúng ta, từ trong gia đình cũng như hội thánh, thì Ngài cũng ban cho chúng ta có cái sự giải thoát. Lời của Chúa ban cho chúng ta không có bị xiềng xích nữa, được tự do, dù là mình không làm theo bắt chước người khác những gì ở chung quanh của chúng ta, nhưng mà ban cho và bày tỏ cho chúng ta biết được ý muốn của Ngài. Và cuối cùng đó là sự cầu xin và sự hướng dẫn. Đó là mục tiêu 3, để mà nhận biết sự cầu nguyện của chúng ta trong lời của chính mình Ngài. Thì làm sao để chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa trong khi chúng ta cầu nguyện? Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà thờ phượng Chúa và cầu xin Chúa những gì mà chúng ta thiếu sót. Ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 27, Chúa nói về phần con, thì sự sức giàu mà con đã nhận được từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả, vì sự sức giàu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự sức giàu ấy là thật, không phải là giả dối. Đó là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ban cho mỗi người chúng ta có cái sự dạy dỗ riêng để chúng ta biết được những gì mà trừ phi Đức Thánh Linh giúp đỡ mỗi người chúng ta. Đó là để nhận biết cũng như gương của David. Ông nói ở trong Thi Thiên 119 câu 18 và 19, Chúa nói xin mở mắt con để con thấy được sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa. Con là khách lạ trên đất, xin chớ giấu con các điều răn của Chúa. Đây là thơ của David Ngài đã mở mắt, Ngài đã ban cho ông thấy lẽ thật, và luật pháp mà Chúa ban cho ông chỉ là một trong những người khách lạ trên đất này. Lời của Chúa, ông cầu xin, ông không xin gì hết, ông chỉ xin là xin Chúa chớ giấu lời của Ngài, điều răn của Ngài trên đời sống của ông. Thì chính đời sống của chúng ta xin Ngài chớ giấu lời của Ngài để dạy dỗ chúng ta, để mở mắt thấy được lẽ thật, thấy được luật pháp của Chúa, thấy được những cái sự kỳ diệu của Chúa, những thức ăn mới lạ mà Ngài ban cho trong cái thời kỳ cuối cùng này, để chúng ta chia sẻ với những người khác nữa. Đó là lời của Chúa trong cái sự cầu nguyện, và sự cầu nguyện này phải có sự khiêm nhường và thành thật, và phụ thuộc vào chúng ta trong mối liên quan với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện cho chúng ta thấy sự nhu cầu của mình để được giúp đỡ và dẫn dắt. Sự cầu nguyện giúp chúng ta tập trung vào việc học và đáp ứng những bài học của Kinh Thánh, và sự cầu nguyện được mở mang để chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận lẽ thật. Chúng ta sẵn sàng đón nhận lẽ thật về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ hiện ra trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 13. Thì Chúa nói, cũng như trong Ti-mô-thê 2 đoạn 3 câu 16-17, thì Chúa nói cả Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời soi dẫn để chúng ta nhận biết lời của Ngài, soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ và bẻ trách, sửa trị và dạy dỗ người công bình. Đó là lời của Chúa ban cho chúng ta có sự vững vàng, vững bền lòng, bền trí, để làm dây thắt lưng cho chúng ta mỗi ngày, để làm sao để chúng ta nhận được phước mà Ngài hứa, Ngài ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Chúng ta trông cậy Ngài sẽ dạy dỗ và ban cho lời của Ngài là thức ăn thuộc linh mới mẻ, ban cho chúng ta cái cách học hỏi và cách chuẩn bị để chúng ta nhận biết những cái sự mới lạ, để đời sống của chúng ta không phải là vô ích, những mà công cụ và cơ bản mà Ngài ban cho việc học hỏi này. Và luật của Ngài sẽ ban cho chúng ta, Ngài sẽ cắt nghĩa cho chúng ta biết đúng biết sai, và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt và vui giúp chúng ta trong cái sự học hỏi này. Kinh Thánh sẽ ban cho chúng ta được nhận biết, vì Ngài là giáo sư của mỗi chúng ta, và Ngài sẽ ban sự nhu cầu, sự dẫn dắt của Ngài trong sự cầu nguyện, và khiến chúng ta tiếp nhận được sự lẽ thật của Ngài. Và lời của Ngài sẽ ban cho chúng ta nhìn thấy cái mặt khải của Ngài, có ích lợi bất cứ người nào mà học hỏi, đọc lời của Chúa và suy gẫm lời của Ngài để nhận biết và nhớ và làm theo, thì đều có ích bất cứ người nào, và tránh những ý tưởng sai trật trong đời sống của mỗi chúng ta. Và Kinh Thánh, lời của Ngài ban cho chúng ta nhận biết bài học này để mở đôi mắt của chúng ta. Đó là cây viết. Đôi mắt của chúng ta là cây viết mà chúng ta được không có thể xét đoán anh em của chúng ta, người đã tin qua Chúa Giêsu Christ, thì không có vì Ngài không có xét đoán ai. Thì chúng ta khi học hỏi lời của Chúa, biết rõ lẽ thật này, thì chúng ta sẽ không xét đoán anh em mình trong Chúa Giêsu Christ, và chúng ta sẽ cần tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời hơn là của con người. Và làm sao chúng ta đều sẽ bị xét đoán trước mặt Đức Chúa Trời chứ không phải con người, vì hành động của mỗi người chúng ta đoán xét người khác cho thấy sự bất tuân của chúng ta, và chúng ta không được đùa giỡn với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bị đoán xét, đoán thậm chí còn nghiêm khắc hơn nữa. Vậy đời sống của chúng ta làm sao để cái quyển Kinh Thánh này ban cho chúng ta ghi rõ, thấy rõ và viết ra, ghi chú, và chúng ta không đoán xét người khác mà còn phải tha thứ cho họ trong tình yêu thương mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Chúa bảo là đừng xét đoán và lên án ai, vì họ thay vì vậy hãy bảo vệ họ bằng cách không làm bất cứ điều gì khiến cho họ sa sút đức tin. Phải bảo vệ trong tình yêu thương, phải tha thứ, không lên án họ, phải nhìn thấy lẽ thật trong Đức Thánh Linh sẽ ban cho mọi người chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh là giáo sư của mỗi chúng ta, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta những nhu cầu mà chúng ta cần, sự cầu nguyện, sự nài xin để mà Chúa ban cho chúng ta biết lẽ thật hơn trong bài học này, để chúng ta có một cái tầm nhìn, để chúng ta có sự chuẩn bị cho cái sự học hỏi lời của Chúa một cách nghiêm túc hơn nữa, để đời sống của chúng ta sẽ được có những món ăn thuộc thế cũng như thuộc linh. Đó là Ngài ban phước cho mỗi chúng ta là những người học có tấm lòng trong sạch, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Thấy được Đức Chúa Trời đó là thấy rõ được lời sâu nhiệm của Ngài. Đó là lời của chính mình Ngài. Buổi sáng hôm nay, bài học thứ tư trong sự chuẩn bị học lời của Chúa. Đời con nguyện giao trong tay của Ngài với trọn tấm lòng. Ôi Giêsu, Ngài giữ đời con trong tay nắm quyền, con là của Ngài đến muôn đời. Giêsu, con cậy tin vào Ngài. Giêsu ơi, đời con thuộc Ngài. Ngài là ý nghĩa cho đời con, là lý do con ca ngợi trọn cả cuộc đời. Đi cùng Cha qua muôn nẻo đường, dẫu vui hay buồn, con luôn tin Ngài và con sẽ sống theo đường lối Ngài, những lời hứa Ngài đến muôn đời.